Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sư ơi, về cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ hiện tại đi. Yes, trúng chỗ ngứa của mình. No, actually, bên Mỹ bây giờ một cái... sẽ không biết nói sao nữa. Cái bầu cử này là cái bầu cử nó rất là hào hứng mà nó rất kêu bằng nước Mỹ nó bị hơi rung rinh trong cái chính trị, là cái đảng Cộng hòa bây giờ đó, hiện tại cái người dẫn đầu là cái ông Trump. Rồi các bạn cái đọc tin tức biết rồi, cái ông Trump này đó, ông rất là lỗ mãng, cái tính của ông rất là lỗ mãng. Ông rất là ích kỷ, ông muốn cầm quyền. Ông cứ bằng mà người cà chớn vậy đó. Ok. Còn ở bên đảng Dân Chủ thì cái bà Clinton với lại ông tên là ông Sanders. So Clinton đang dẫn đầu, so ông Trump với Clinton đang dẫn đầu, mà ông Sanders ông chuẩn bị đang vượt lên. Tại vì Clinton không có hào hứng bằng ông Sanders. Sanders hào hứng thật sự, sức ủng hộ ông Sanders. Hổm rồi sức cho ông Sanders $50 rồi. Và làm như những cái người mà bầu cử đó họ xin tiền của ủng hộ của dân á. Cho nên ông Sanders ông xin tiền, cho nên sức ủng hộ ông Sanders. Hình như sức cho ông như $50+ rồi, $55 rồi đó. Yes. So the problem is cái ông sao lại xin tiền? Họ cần tiền để họ vận động. Họ phải cần mua vé máy bay bay vòng quanh nước Mỹ, mướn thư ký, mướn người lính tráng của họ nghe điện thoại này kia cái nọ. Cho nên họ cần khoảng mấy chục triệu đô la vậy đó. Mà đặc biệt cái ông Sanders là ông không có lấy cái tiền của cái người giàu, ông không có lấy tiền của những công ty ủng hộ. Ông muốn lấy tiền của dân thường thôi hả? 5-3 đồng vậy đó, mấy chục đồng vậy đó. Còn bà Clinton á, thì bà không có cần tiền, tại vì những cái công ty, mấy cái người giàu, tỷ phú giúp bà. Cho nên cái người mà được tiền của tỷ phú hoặc là được tiền những công ty, thì khi mà họ lên có quyền rồi đó, thì họ không có nhớ về dân. Tại vì họ lấy tiền của mấy người kia mà, cho nên họ phải trả một cái giá lợi rồi. Cho nên cái điều mà người Mỹ bây giờ thích ông Sanders đó là ông thật thà, ông không có lấy cái tiền của những cái công ty. So the problem with là ông Trump, họ nói về nước Mỹ đó, họ tự hào họ là dân chủ, họ tự hào họ là dân chủ, mà ông Trump á, thực sự cái tính của ông á, là giống Hitler, giống những cái người mà làm như Mussolini của nước Ý hồi xưa, hoặc là Hitler của Đức, những cái người mà lên mà nói xấu bên kia, mà tố cáo bên kia một cách lỗ mãng để cho họ quýnh lộn với nhau. Mỹ nó kỳ lắm, khi mà cái người lên mà muốn làm tổng thống mà đốc là mình phải thắng bên kia, hoặc là chúng bay phải quýnh lộn bên kia này kia, thì ông Trump á, ông đốc cái dân của ông á để quýnh lộn với bên kia. Hồi đó giờ trên lịch sử không có ông nào mà như vậy hết á. Thật sự cái con đường của cái đảng Cộng hòa của ông Trump á, đi theo cái con đường của Hitler hồi xưa. Hồi Hitler hồi xưa cũng vậy đó. Ông Hitler đó, các bạn có biết ông lên ông cầm quyền á, không phải là ông giật ngôi ha, ông giật quyền, mà thực sự người ta bầu cử ông lên. Hồi xưa ông cũng vậy đó, ông cũng nói rất là hào hứng, ông cũng lỗ mãng, rồi những cái người gần ông á, thành cái đám giang hồ, rồi ai mà phản đối thì ông đem ra ông xử, ông lên ông gỡ quyền luôn. So yeah, nước Mỹ thực sự bây giờ sức cũng bất ngờ là ông Trump ông làm như vậy. So that's the problem now. Cái đảng Cộng hòa đó, tại vì họ thả lỏng quá, họ không có kêu bằng manage được, quản lý được cái ông Trump. Bây giờ tự nhiên họ nhìn qua, họ nhìn lại, họ không có thấy là những cái người khác thắng ông Trump. Bây giờ có mình ổng đang dẫn đầu hả? Cho nên đảng Cộng hòa bây giờ rất là hồi hộp. Yeah, that's the problem. So cho nên khi mà nước Mỹ bầu cử ông Trump thì chắc có chiến tranh thứ ba thế giới. So
Okay. We'll see about that. Như sao Obama lại không làm tiếp? Thì hiến pháp của Mỹ cấm ông làm hơn 8 năm. Tại Mỹ không có muốn một cái người cầm quyền lâu, không có muốn ông vua. Trump mà lên tổng thống kiểu có đánh Việt Nam không ha? Không, không. Có một cái điều đó là ổng thông minh mà ổng nó láo nhiều quá đi, ổng nó láo cho mọi chuyện lạ lắm. Ổng nói người ta hỏi ổng cặn lại là xác định là phải gì không, ổng làm lơ hả, ổng không có trách nhiệm để trả lời cái câu câu nó láo của ổng nữa. Yeah. Rồi. Nhưng sau 8 năm, cho 4 năm sau mà còn được tổng thống ông không? Mình làm 8 năm trong cuộc đời mình thôi, that's it, không có trở lại được. Hồi xưa có, hồi xưa được mà sau này cấm luôn, không cho. Nhiều người sẽ ủng hộ, that's a problem too. Okay, so tại sao nhiều người ủng hộ ông Trump là như vậy nè? Mỗi đảng nó có một cái lý tưởng là cái dân nào ủng hộ nào, right? Làm như ví dụ Siết mở một cái đảng và là một cái nhóm bạn của Siết riêng đi, thì Siết muốn của nhiều người cũng làm bạn, right? Mà Siết không có muốn những cái người mà Siết Siết ghét, right? Hoặc là không có hạ tánh. Cho nên á, Siết Siết ra điều kiện, ok, cái người đó phải vậy 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 vậy, còn mấy người kia đó thì không có nên làm bạn với mình, right? Những cái người lỗ mãng giang hồ ví dụ đi. Thì cái đảng nào nó cũng có một cái lý tưởng là cái người dân trong cái đảng là như suy nghĩ như sao. Mà cái đảng Cộng hòa khoảng 8 năm nay, thời mà ông Obama lên làm tổng thống đó, nó mở rộng ra thêm nữa, ai nó cũng nhận hết đó, từ dân giang hồ đến dân lỗ mãng đến dân cà chớn đến dân mà kêu bằng thiếu tư cách nó cũng chấp nhận nữa. Thì những cái người đó lên vô thì họ ủng hộ những cái người mà tánh tình y hệt của họ. Đấy, cho nên cái đảng Cộng hòa đó nó mở cửa thêm cho những cái người đó vô nữa. Chứ hồi xưa hả, mấy cái người mà như vậy đâu có tham gia chính trị của Mỹ đâu. Họ ngồi nhà, họ chửi, họ mắng, họ làm cái gì đó kệ họ. Mà bây giờ họ họ vô cái tham gia chính trị của Mỹ rồi. Yeah. So, cho nên đảng Cộng hòa là nó bị hư rồi. Nên bây giờ không biết họ phải làm sao để diệt cái phần đó nữa. Yeah. Thì giờ bên Mỹ người xấu nhiều hơn người tốt hả? No, nước Mỹ hồi đó giờ cũng vậy đó. Mà hồi xưa người xấu thì ở nhà hai cái đảng không có chấp nhận ai hết á. Mà bây giờ cái một cái đảng bên kia là chấp nhận những người xấu rồi. Well, trong cái đảng Cộng hòa của ông Trump á, suy nghĩ ông không có làm tổng thống được đâu, là tại vì người Mỹ ghét ông lắm rồi. Cái đảng ông thì thích ông, bầu ông, mà khi mà ra ngoài đó để tranh đấu với Clinton hoặc là ông Sanders á, thì hai người đó sẽ thắng. So hai người đó sẽ thắng ông Trump. Obama lấy tiền ai khi lên ứng cử? Ok, ứng cử. Yes, Obama hay là những cái công ty nữa, vi dưỡng dân nữa, cả cả ba bốn luôn nữa. Yes, mà ông lấy ít hơn, ông lấy ít hơn bên Cộng hòa. Nhờ cái bên Cộng hòa đó là được ủng hộ dân giàu với công ty ủng hộ nhiều nhất. Bên Cộng hòa thật ra không có cần ủng hộ dân thường nữa, họ không có cần mấy cái vài chắc đô la rồi vài sen đồ của họ, ok. Yes, so Obama hồi xưa cũng lên nữa. Nhiều người cũng thắc mắc Obama, nói là nếu Obama ủng hộ dân nghèo, đồ dân bình dân này kia cái nọ, tại sao lấy tiền của dân giàu với lại công ty, rồi khi mà làm tổng thống rồi sau binh vực dân. Thì ông trả lời, ông nói là ông rất là thực tế là như vậy. Mình chơi cái game người ta chơi thì mình phải chơi cái luật với người ta mới bằng, chứ mình chơi cái kiểu mà anh hùng á thì không thắng đâu. Ổng muốn thực tế là vậy, cho nên ổng lấy tiền mà ổng lấy. Sau ổng thì ông Sanders thì ổng cái bằng lý tưởng hơn. Obama thực tế hơn. Kỳ Duyên là hoa hậu Việt Nam xấu nhất. What? No, sẽ không đồng ý câu đó, sẽ không đồng ý câu đó. Ok, sẽ không muốn viết câu đó. Cái chữ đó là smart. Sĩ ơi, nghe và chép chính tả có giúp improve English không? Có, giúp 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 giúp.
So cái câu của đó phải không? Okay, so Guyin is the least, viết nhẹ nha chứ không phải xấu nha, least beautiful, least beautiful Miss Vietnam ever. Oh my god. Nó có nhiều cách lắm bệnh nha. Obama làm gì nếu không làm tổng thống nữa? Nhiều ông tổng thống á, sau này á, họ làm từ thiện, họ lấy cái danh của họ, cái họ đi họ lấy tiền ủng hộ những công ty, những người giàu này đó, họ lấy họ trị bệnh vòng quanh thế giới, họ trị sốt rét, họ xây nhà cho những người mà ở nước nghèo, giống như ông Carter vậy đó, ông Clinton đó nè. Họ đi vòng quanh họ lấy tiền để cho xây dựng này kia. Với lại nhiều trường đại học mời ổng đi nói chuyện, mỗi lần ổng nói chuyện là được cả 100.000 đô vậy đó. Các bạn có biết là hồi năm rồi đó ông Clinton đó, với bà Clinton đó, hai người đó, làm bao nhiêu không? Họ làm được 40 triệu đô một năm. Khi mà ông Clinton làm tổng thống, ông làm có khoảng 300 mấy chục ngàn đô một năm thôi. Mà sau khi ông bỏ tổng thống rồi đó, mỗi năm ông làm mấy chục triệu đô la. Yes. So, sau làm tổng thống, làm tiêu nhiều hơn là làm tổng thống nữa. Ông Obama, ông sẽ làm tiền nhiều lắm. Tại vì ông hay. Ông tổng thống hay. He's gonna make a lot of money, Obama. Mà trong đó ông Bush á, thì ổng không có làm được gì hết á, tại ổng là tổng thống dở quá đi, bây giờ không có ai muốn mời ổng đi đâu hết á. Như ông Bush bây giờ là xong rồi đó, như ổng mất uy tín nhiều lắm, giờ ổng ác lắm, ổng tổng thống tệ nhất nước Mỹ luôn. Obama nói chuyện có điềm, yes có Obama nói hay lắm. Tôi đang khóc, I'm crying, đúng rồi, tôi đang khóc, I'm tearing, tôi rưng nước mắt thôi, my eyes are tearing, là ba cái câu sau là rưng nước mắt thôi. Suy nghĩ sao nếu Bill Gates làm tổng thống? Tệ. Tệ. Rồi, rồi các bạn phải biết, cái người giàu á, tuy rằng họ giỏi lắm mà họ làm tổng thống được đâu. Làm giàu computer là khác, làm tổng thống là khác. Okay, so mấy cái đó mỗi cái tài nó khác nhau. Nếu Bill Gates làm tổng thống chưa chắc ông làm tốt nữa. Cho nên nhiều người Mỹ á, làm như nhiều người Mỹ giàu á, cái xong họ nói họ làm tổng thống, họ tranh cử tổng thống, làm như tỷ phú á, bên Mỹ tỷ phú tranh cử tổng thống hoài luôn ha. Tỷ phú tranh cử tổng thống, ông nói rằng gì nè, nếu mình là tỷ phú cho nên á, mình có tiếng thì mình có tài, tỷ phú cho nên mình làm cái nước mình, cái quốc gia mình thành tỷ phú, thành quốc gia giàu rồi, nhiều người nghĩ vậy. Mà cái câu đấu lại rằng á, là mình hướng dẫn cái công ty mình á, nó khác hướng dẫn cái quốc gia. Cái công ty mình á, mình điều khiển cái công ty mình á, là mọi chuyện phải làm tiền. Còn quốc gia á, không phải là để làm tiền mà có phải bởi vì kinh tế, chính trị khéo léo trong đó này kia nó khác với cái business. Cho nên cái người giỏi business á, không có phải là chưa chắc là giỏi làm tổng thống một quốc gia. Làm như bên Ý vậy đó, các bạn có biết bên Ý không? Bên Ý hồi đó đó bầu cử một cái ông tên là Berlusconi. Cái ông đó là tỷ phú. Ổng chủ nhà báo. Ổng tỷ phú luôn. Thì dân Ý đó, mi là họ họ hâm mộ ổng, họ bầu cử ổng lên làm thủ tướng. Thì sau đó ổng điều ổng làm như mà một cái business gì đó. Bây giờ ổng vô tù ổng ngồi rồi. Right. So ông Berlusconi thực sự bây giờ ông ngồi trong tù rồi. Đấy. All right. Business quyết đoán. Sẽ không biết nữa. Business khó nói lắm. Có nhiều may mắn nữa. Rồi may mắn rồi phải có thể may mắn rồi bắt tay liên hệ rồi đủ thứ. All right. Lịch sử nước Mỹ có tỷ phú nào trúng tổng thống không? Mình như chưa. Có thể giàu thì có. Mà chưa có tỷ phú làm tổng thống. Tổng thống chưa chưa có giàu thôi mà không tính mà tỷ phú, mức độ tỷ phú. Hỏi người nước ngoài đang ở Việt Nam
Bạn ở bao lâu rồi? How long have you been in Vietnam? Đúng rồi. How long have you been? No. Cái câu thứ ba không được. Không được. How long have you been? Be no. Câu thứ đầu đầu tiên á. Sẽ là prudent với lại discreet khác nhau là sao? Prudent là cẩn thận, discreet là che giấu. Một cái là cẩn thận, một cái là phải núp ló, phải làm cho người ta đừng có thấy mình. Cái đó là khác gì, hai cái khác gì đó boy. Prudent là be careful đó, là prudent đó. Discreet là chữ secret đó, làm như mà làm để cho đừng có lộ lên vậy đó, discreet. Việt Nam xứ có thủ tướng, chủ tịch. Cái gì nè? Việt Nam có thủ tướng là Prime Minister. And then cái người kia đó, thỉnh thoảng báo chí của Mỹ đó, gọi cái người mà chủ tịch đó là President. Thật sự họ gọi là President, sức đọc có thấy nữa. But cái chức đó là gì, Secretary đó, quên rồi. What is cái gì đó, Party, I think it's Party Secretary, phải right không? I think it's called Party Secretary, something like that. Party Secretary. Mà có cho nhiều người gọi là President đó. Sức đọc mấy cái báo chí hồi đó, sức nghiên cứu Việt Nam, họ gọi Party Secretary President đó. Okay. What's the difference between American English and British English? Oh, a little bit difference. Đánh dần khác nhau, a little bit. Adam hỏi đó. Đánh dần nó khác nhau tí xíu. Những từ phát âm nó khác tí xíu. Với lại từ dựng có một vài phần trăm nó khác. Vậy thôi hả? Chứ đa số là nó giống nhau hả? Đừng có lo. Đừng có lo giữa cái British English với American English ha. Hỏi người nước ngoài, bạn đến Việt Nam mấy lần rồi? How many times did you go to Vietnam? How many times have you gone to Vietnam? How many times have you traveled? Cái câu thứ ba đó. Câu thứ ba đó. Hoặc là Selena nè. How many times have you been in Vietnam, gọn hơn nữa. Yep, cái câu Selena là đúng nhất luôn á. Còn cái câu thứ nhì là cái thứ ba của đó đó. Sư có biết website nào dạy English free như Pow Talk không? Inviet. Yeah, it's called Inviet. Inviet. Inviet đó, Adam. Adam search thử đi. Ê, Google nó đi. Inviet. Oh, Cambie nữa hả? Có Cambie hả? Ok. Cambie nữa của Liên kìa. Yes. Làm như thế nào một tiếng Anh không bị học trước? Từ từ, bình tĩnh. Cứ học đi. Đừng có bị stress quá. Làm sao mình tiếng Anh mình nó nhẹ nhàng, hoặc là đừng có bị stress, đừng có áp lực quá. Just relax, learn, lặp đi lặp lại, siêng năng một tí xíu, luyện thường vậy đó sẽ được. Từ từ mới đầu học mênh mông lắm, tiếng Anh mới đầu mình thấy mênh mông lắm, mà từ từ nó như vậy thôi hả. Cái dạng đó mình thấy đi lại hoài hả. Chúc mừng, đó là lời chúc trừ tới tim tôi nói sao. Congratulations. From, well, vậy đủ rồi. Và nếu nói nữa, from the bottom of my heart. Ok. Thường thường á, thì thường là love from the bottom of my heart. Mà nếu mình nói congratulations from the bottom cũng được, mà nghe nó hơi lạ lạ như thế. Just congratulations rồi. Right? How about this? With all my heart. Yeah, with all my heart cũng được nữa. Bệnh nghe nó cũng hơi quá đáng. Nghe kỳ lắm. With all my heart. Thường thường, congratulations. Xong rồi cái nữa là you deserve it. Bạn đáng được cái đó. Xứng đáng, yes. Bạn xứng đáng, thank you. Have you watched? Hãy đợi đấy. No, have you seen, là hãy coi cái đó đó. Have you watched, là bạn coi đó chưa. I express my gratitude to your help or express my gratitude for your help. Nếu nó đúng gì nè, I'm grateful for your help. Đó, cái câu đó đó. Nally, cảnh buồn người có vui đâu giờ. Thôi, được rồi Nally ơi. Thiệt tình.